Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của em nha. Hiện tại em đang ở quán bánh xèo nhí cả nhà. Chiều tối hôm nay ghé lại quay chia sẻ của chú chị xem cảnh mua bán cuối tuần của quán bánh xèo nhí hôm nay nha. Địa chỉ đây là số 21 đường Đông Bắc quận 12 của chú anh chị. Giờ bán là 1 giờ trưa cho tới 9 giờ tối nha. Giá là 30.000 đồng một cái bánh xèo miền Tây, rau rừng, tôm thịt nha cả nhà. Khách đứng chờ mua về rất là đông nè cả nhà. Có hiện tại có 4 khách mua về hơn chục cái. Lúc nãy thì chỉ có một mình anh đứng đổ thôi, bây giờ khách đông quá không kịp Gia Kiệt ra đứng đổ phụ chị Hai này nha cả nhà. Gia Kiệt đang lên có một bếp thôi, Gia Kiệt đang phụ chị Hai. Bà nội với ông nội mới đi công chuyện về, chắc bà nội ra tay quá để hai bé đổ không kịp. Chị Kiệt còn đang tráng chảo nha cả nhà, chị Hai đang chiên bên này. Rồi bà nội vô giữa rồi, bà nội vô giữa rồi, cho Hà Anh qua bên kia. Mới đi về vô hỗ trợ liền ngay cả nhà, khách đợi đông quá. Giải quyết cho được một khách rồi đó. Thay đổi nhân lực tiếp rồi. Đang đứng xếp hàng quá trời luôn cả nhà ơi. Bé Hà nhảy qua đây rồi nha. Nhảy liên tục luôn, còn 4 khách đang chờ nữa, đang chờ cả nhà thấy không. Củ cô đó xong rồi, còn 3 khách ngoài nữa cả nhà. Rồi chuẩn bị vô thay Hà Anh luôn rồi. Rồi ông nội vô thay luôn rồi nha cả nhà. Cho Hà Anh ra phụ chạy bàn. Chú vô nữa kìa. Chiên tóc hành.
cô mấy cái, cô này trước nè, tới anh đó mấy cái, nãy anh thím ba nhận, thím ba đi mất tiêu không nhớ ai chứ. Cái anh đó với cái con này trước này rồi tới cái anh này. Đó. Sắp vô nữa kìa. Thứ bảy mua về nhà ăn nhiều quá cả nhà. Đất đang chờ mình. Cô này bánh tôm. Hai cái bánh tôm nha. Không ở đây đâu rồi. Nãy có anh mấy bánh? Ba bánh. Hả? Anh ba bánh luôn. Cô này hai bánh tôm, hai anh đó mỗi người ba bánh. Các anh đậu xe áo xanh trước. Tôm đang chiên. Con nhớ bánh không mới hà giao cho hết. Chú này ba nè, Để dặn mới hà nhớ đi chút giao bánh cho ai trước ai sau. Rồi biết rồi, Hai cái 60. 60 phải không bà nội? Chờ xíu đi giao bánh rồi trả tiền. Đây nè cô, đang đứng đây nè. Mai nghỉ mốt nghỉ sửa nhà không nè? Mai nghỉ 2 ngày. Mai mùng 1 rồi cả nhà. Nghỉ 2 ngày. Chủ nhật thứ hai. Ở đây 3 bánh. Bán hết ngày hôm nay thứ bảy, là ngày mai chủ nhật thứ hai quán nghỉ 2 ngày nha cô chú anh chị. Thứ ba quán bán lại bình thường rồi cô chú anh chị hãy tới ủng hộ bánh xèo nha. Ba chú nào cũng ba hết.
chú này nè, tới chú này ba cái nè. Ba. Tới em gái này, tới chú ngoài đây. Nhiệm vụ có nhiêu đó thôi đó. Khách vô mua về một lúc liên tục luôn. Liên tục vậy làm không có kịp. Trải dĩa cho bà nội kìa. Trải dĩa cho bà nội kìa. Có chú nó ăn chưa? Chú nó chưa có bánh nữa hả? Con chú mới vô. Gái gì mua 8 bánh nè.
này giao 3 bánh trước cho chú rồi. Tới 8 bánh. Chú không có lấy rau luôn à. Bánh sáng với nước mắm à. Hai bịch nước mắm mới đủ à. Bán hiệu không? Giải quyết xong hết rồi nè, còn một mình em gái đó đang chờ đổ 8 cái bánh xèo. Ghê không? Không điều cho mình đi tới đi lùi, đi tới đi lùi. Hết, chuẩn bị đi vô luôn rồi. Đi tới đi lùi. Rồi, đi vô giữ em rồi.
nhà bây giờ hiện tại còn có một bàn khách của cái em trai kia đang ngồi ăn nha cả nhà. Vô luôn nè, đông đúc chút. Trời ơi, là cái bàn sáng bóng sạch sẽ rồi còn lau quay. Cô hai cái hàng chó nữa hả, hai cái chưa, giao hàng. Giao hàng 8 bánh. Mối luôn hả? Cho bà hai bánh này, có rau cho bà chưa? Hơi sủa. Hết hồn, hết hồn. Hai con sủa luôn. Hết tiền, hết tiền, hết tiền. Có tiền là không sủa, đưa bánh xèo lên sủa. Thấy cầm đồ ăn cái gì á. Cái gì á, rớt đậu xanh hả? Cắt rồi.
mấy bánh đi chú, mấy bánh 30.000 chú, 30.000 một cái. Dạ, một cái chú. Ờ, cho một cái. Chờ đưa bánh này, đưa tiền chứ. Xèo luôn anh ơi. Hai bịch bịch 4 bịch 3 là 7 cái. Này nãy giờ khách mua về không đó nha. Này cuối tuần mua về nhà ăn chung với gia đình.